Mùi cái gì vậy? Có mùi mắm tôm thoang thoảng đâu đây nhỉ? Hai các bạn TG đây. Chủ đề hôm nay là một chủ đề rất rất nhiều bạn gặp phải, nhưng nó quá tế nhị khiến cho chúng ta không thể thẳng thắn mà nói cho người kia biết được. Mình hay nhận được những câu hỏi như: chị ơi, bé kêu của bạn trai em có mùi nên mỗi lần làm em phải nín thở, em áp lực lắm. Chị ơi, vùng nách của bạn gái em có mùi nặng lắm nhưng em không dám nói, sợ cô ấy tự ái. Nếu bạn đang rơi vào hoàn cảnh trên và không biết làm gì thì clip hôm nay TG sẽ bày các bạn 3 cách để dụ dỗ đối phương thay đổi nha. Đừng âm thầm chịu đựng vì một lúc nào đó bạn cũng sẽ bỏ người ta mà đi thôi. Mùi là một yếu tố cực kỳ quan trọng trong tình yêu. Bây giờ mình vào luôn ha. Cách đầu tiên, cách hấp dẫn và tự nhiên nhất, đó là trước khi vào trận bạn hãy rủ người ta tắm chung. Đây cũng là một màn dạo đầu khá thú vị, nên nếu hai bạn đã đủ thân thì triển thôi. Hãy tìm hiểu trước ở nhà những nguyên nhân, phương pháp làm sạch những chỗ có mùi đó. Ví dụ, hôi miệng thường là do đánh răng sai cách, còn thức ăn thừa trong kẽ răng hay là miệng quá khô. Sau đó, hãy tìm luôn cách để khắc phục từng nguyên do. Phải đầu tư như vậy vì bạn chính là người sẽ giúp cho người ta thay đổi. Chứ tôi nghĩ người yêu của bạn bị hôi không phải là do ở dơ đâu, mà do người ấy chưa biết cách để mà vệ sinh. Vậy thì khi tắm, bạn sẽ cùng họ làm sạch từ trên xuống dưới, cùng họ đánh răng, kỳ cỡ phần nách hay là chà chân. Bạn có thể dễ dàng hướng dẫn họ làm theo ý mình rồi. Còn nếu người yêu của bạn bị hôi vùng kín thì phải tinh tế hơn một chút. Lấy ví dụ cô bé của bạn nữ bị hôi đi ha. Thì bạn nam, đầu tiên hãy làm nũng đòi cô ấy vệ sinh cho mình trước. Hình như thằng em của anh muốn được em chăm sóc á. Hay nếu bạn nào ngại nói thì trong ngữ cảnh đó, bạn chỉ cần nắm tay bạn nữ và đưa về chỗ đó của mình là bạn nữ sẽ tự hiểu. Sau khi mà họ đã giúp mình làm cho bé kêu sạch sẽ thơm tho rồi, hãy đề nghị làm ngược lại cho họ. Anh tắm cho cô bé của em nha. Lúc này hãy vận dụng cơ hội để rửa cô bé thật tình cảm, vừa làm vừa hỏi vu vơ. Chắc của em cũng phải rửa kỹ mấy nếp gấp giống của anh ha. Mình vừa chú tâm làm, vừa khéo léo lồng ghép những cái cách để vệ sinh cô bé, chắc chắn sẽ hiệu quả. Sau khi cả hai rửa xong, hãy hít hà và khen mùi cô bé, thể hiện rằng mình cực kỳ thích cô bé thơm như vậy. Thêm nữa, ở những đoạn cao trào và những lúc kết thúc hiệp đấu, hãy khen cô ấy rằng em thơm quá. Cô ấy sẽ ý thức và những lần sau sẽ kỹ càng trong việc tự vệ sinh cơ thể hơn. Cách thứ hai, cách này được nhiều bạn vote nhất trong cuộc khảo sát trên group chờ gọi chơi 16+, đó là tặng bạn ấy dung dịch vệ sinh. Nhưng cái này cũng phải lưu ý một xíu, không phải cứ tặng thôi là được đâu. Tự nhiên đang yên đang lành tặng người ta dung dịch vệ sinh mà chẳng nói chẳng rằng, người ta sẽ hiểu ngay là mình chê người ta hôi, không giận cũng uổng á. Hành động này sẽ hợp lý hơn khi bạn thì thầm: anh nên tìm mua dung dịch vệ sinh cho anh, mà thấy loại này của nữ được review tốt nên mua cho em xài thử, anh ngửi thấy cũng thơm lắm á, lần sau em nhớ xài nha. Đó, thấy chưa, cái gì cũng phải có kỹ thuật cả. Có thể cô ấy biết là mình đang nhắc khéo nhưng mà cô ấy cũng sẽ không tức giận. Và nếu bạn chưa biết dùng loại dung dịch vệ sinh nào để tặng thì TG có một gợi ý đến từ Lolly and the Wop. Loại này TG đang xài có mùi rất là sexy và nó sẽ giúp làm mềm cô bé hơn. Một vài bạn nam có thể không thích mùi dung dịch vệ sinh mà bạn nữ đang dùng hay là muốn thay đổi khẩu vị thì có thể tặng cho cô ấy mùi này nha. Cách thứ ba, dành cho ai đã xài hai cách trên rồi nhưng mà chưa hiệu nghiệm. Có thể là bạn người yêu không hiểu ý, hay là cái mùi hôi xuất phát từ một nguyên nhân lâu dài hơn như là bị viêm nhiễm. Cách này sẽ triệt để hơn nhưng mà cần nhiều can đảm hơn, đó chính là góp ý trực tiếp. Tất nhiên không phải thô mà thật kiểu: chị Minh hôi quá, đi rửa giùm đi. Hay: mùi cái gì vậy? Có mùi mắm tôm thoang thoảng đâu đây nhỉ? Nha, dù là con trai hay là con gái cũng sẽ bị tủi thân đó. Vậy thì góp ý trực tiếp kiểu gì? Trước tiên, hãy giả sử mình là họ, mình sẽ chấp nhận một thái độ góp ý như thế nào? Bạn nói điều gì không quan trọng bằng cách bạn nói. Có thể bạn dùng những câu trông có vẻ là sự, nhưng mà trong cử chỉ, trong ánh mắt, trong giọng nói thể hiện sự kỳ thị, sự xa lánh thì người ta cũng sẽ buồn. Và có khi bạn sẽ bị cấm túc luôn. Vậy hãy tự nhủ rằng mình quyết định nói với họ là vì mình quan tâm đến họ. Kết hợp dùng giọng nói trầm ấm, ánh mắt chân thành, những cái nắm tay, những cái ôm để họ biết là mình yêu thương và luôn đứng về phía họ. Sau khi xác định xong thái độ hợp lý, hãy tạo ra một buổi nói chuyện thân mật chỉ có hai người. Tuyệt đối không nhắn tin, không gọi điện vì như thế sẽ rất dễ hiểu lầm. Khoảnh khắc tôi thấy tốt nhất là 30 phút sau khi quan hệ, lúc mà cả hai đều đang có cảm xúc tốt và đang gần gũi nhau. Tư thế tốt nhất là nên ngồi đối diện với nhau, không nên đứng hoặc nằm nha. Hãy dùng công thức 3 bước sau đây.
Bắt đầu bằng việc củng cố tình cảm, bày tỏ rằng mình yêu anh ấy rất nhiều, được ở bên cạnh anh ấy như thế này rất là ấm áp. Sau đó chuyển qua đề cập vấn đề, cơ mà có điều này em muốn anh thay đổi xíu xíu thôi, là bếp kêu của anh có mùi em chưa thích lắm, có khi nào trời nóng nên ra nhiều mồ hôi không anh ha? Sau khi nói xong, hãy im lặng nhìn anh ấy một chút để anh ấy có thể tiêu hóa lời bạn vừa nói và có thời gian để bộc lộ cảm xúc. Anh ấy có thể nổi giận, có thể ngạc nhiên, có thể đơ mặt ra, hay tuyệt vời nhất là anh ấy thừa nhận những điều bạn vừa bày tỏ. Mình sẽ không đoán trước được, nhưng mà hai bạn sẽ có một cuộc trò chuyện thân mật và thành thật sau đó. Nhớ, mục đích của mình là giúp đỡ họ nên phải giữ cho tinh thần thiệt là thoải mái và điềm tĩnh nha. Sau khi hai bên nói hết ý của mình ra, hãy kết thúc bằng sự xoa dịu. Kiểu như, điều này rất là khó nói đối với em rất là sợ làm anh buồn. Nhưng mà hai đứa mình cũng thân nhau rồi và em muốn tụi mình cùng cải thiện những điểm chưa tốt. Cảm ơn anh vì đã lắng nghe em. Nếu lần sau anh ấy có thay đổi, dù chỉ là 50% so với kỳ vọng của bạn, hãy hít lấy hít để, mỉm cười và khen sự tiến bộ của anh ấy. Anh ấy sẽ có cảm giác được công nhận và ngày càng cố gắng để vừa ý của mình hơn. Vậy đó, có thể những cách này sẽ khó hơn cái việc im im và dần dần từ chối quan hệ. Nhưng mà tình yêu mà, cần phải đầu tư thời gian và công sức một chút mới mong bền lâu được. Nếu mình cố gắng hết mức mà người ta vẫn kiểu, kệ em, anh thấy bình thường mà, thì lúc này bỏ cũng chưa muộn. Nói chứ không có đâu, nếu mà mình giúp đỡ họ đúng cách thì họ sẽ thay đổi và nhiều khi còn yêu mình nhiều hơn ấy. Chúc các bạn thành công với những tip TG vừa chia sẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở clip sau. Bye bye.